đi từ xã Mỹ Long xuống tới xã Mỹ Hiệp và tới nhà dì Hiếu. Trang sẽ quay và không có cách đoạn nha quý vị. Cho quý vị xem cái độ xa mà của dì Hiếu mà phải đạp xe đạp đi lên Tiền Trang. Khá là xa luôn quý vị. Nó mỏng quá hả? Cái này thì mình nó mỏng, nó mát hơn. Sợ nó lạnh á. Lạnh hả? Vô cho mặt ấm luôn á. Cái này thấy đẹp á ha. Để lấy cái này đi. Lấy em cái này. Với đồ bộ là có hai bộ ngoài thôi hả chị? Có lửng lửng cũng được nữa. Lửng lửng giờ mà lấy to được không? Là sao? Cái nào mà mặc ra? Con ở đằng trước chỗ xà, đằng chỗ trong xà nó luôn, nó có to. Ấy giờ cái giếp bơm rồi, giếp. Cái này được không? Đây nè. Cổ rộng quá không? Đó, cái cổ này bạn vô nó không có rộng. Ừ. Không có rộng. Lửng quá không ta? Cái này sao nó bị ấy rồi. Cái này không, nó lửng nó xuống tới đây à. Dưới gối mình. Dài chút đi, cô đi mần chanh rồi. Cái này thì hơi cái này dài dài chứ. Cái này thì có đấy, nhưng mà nó hơi mắc hơn. Trời nó, như cái này. Dài á, cho em cái quần dài đi. 5 cây 17 ngàn. Cái áo khoác này cho cô Hiếu. Ồ có được cái khẩu trang nè. Bộ này được cái khẩu trang. Này con để đây hết con. Ờ à, mấy bộ đó đẹp đó chị. Bộ này thì không hợp nè. Bộ thứ giải á. Em chịu kiểu giải này nè. Bộ đó thì nó có đó. Cái này chịu không? Rộng quá. Cái bộ này nè. Tại cô nhỏ con lắm, cô không nhớ mà. Bộ này đẹp nè quý vị. Cái này bộ nó khác. Thôi bộ được rồi chị. Chị lấy em cái bao tay đi. Có cái bao tay giải á. Cái tay nào dài dài xíu. Bịt lại cỡ em. Bịt lại đi, bịt đi. Cô cái này con để. Con để đây riêng cho con nha.
lấy con này con lấy mất rồi con. Đen không à? Chị lên chị có gặp tin. Dạ. Em lên trên YouTube ha. Ừ. Dạ. Lâu quá rồi dịch bệnh em cũng ít có đi á. Đây, cô này hoàn cảnh đã hơi đặc biệt. Em đến đi. Con này đẹp quá ha. Con này nó sạch. Có hai bộ này là nhỏ đó. Đúng rồi, kiếm trong đó là ba. Dạ. Còn số bự bự thôi. Đẹp lắm. Bao tay. Ở đây Trang mua cho cô Hiếu được là hai bộ đồ. Trang mua thay mặt Mạnh Thường Quân nha. Đem xuống chắc cô bất ngờ lắm. Cô không nghĩ Trang xuống đâu. Hai bộ đồ với một cái áo khác với hai bộ bao tay với vậy cho cô đi giường hái chanh luôn. Đồ này 140 163. Ừ. Ôi, bộ này đẹp hơn. Thun này này nó bằng mát hơn thun này. Ừ. Được kia dùm thấy nó đẹp. Ừ. Áo 137. Nó khác 137. Nói chừng 450.000 đi cưng. Rồi chị bớt em 10.000 nha. Rồi em cảm ơn nhiều. Chị bớt quà cho cưng thêm nó đi. Dạ. À, 10.000 đi. Dạ. Bớt quà có... Đây là của mình tổng cộng 440.000. Rồi em cảm ơn nhiều lắm chị. Ở đây chị bớt tiền rồi thêm tặng quà nữa. Trừ tiền quà ra em gửi lại cho cô. Bao tay này bao tay lao động đó hả chị? Ờ bao tay người ta đi hái chanh này chứ. À, cũng hay mua cái đó đó. Dạ. Ta đi kiếm mua đồ ủng. Để coi để thiếu đi luôn hả? Dạ. Dạ chị cứ để vô đi. Rồi em cảm ơn. Dạ dạ đúng rồi. Trời ơi xịt hết da rồi. Dạ, chị cảm ơn chị nha. Rồi em cảm ơn nhiều lắm chị. Dạ. Dạ. Em về luôn. Thì Trang đi mua thêm cho cô Hiếu một cái đôi ủng để cô mang đi vườn quý vị. Cuộc em con cho con có cái gì con mắng cho xe. Bao nhiêu cơ? 101. Rồi con cảm ơn. Dạ đủ. Có cái nào ngon nha chị? Cái gữ đúng cái bèo. Nhiêu? Thịt cái là rẻ ha. Rẻ. Bạn có gài có 80.000 ký à. Lo đi quay từ thiện. Dạ. Luôn. Em nghĩ luôn em chưa bán rồi luôn á. Dạ. Dạ em cảm ơn. Rồi tiếp tục hành trình nha quý vị. Thời gian mua đồ cho cô Hiếu xong rồi. Đi chợ mua cho cô được 1,5 ký thịt gì đó, Trang không nhớ nữa nãy Trang mua. Tại mua chỗ quen. Tại bữa Trang biếu là cô trao lương Trang nhiều quá. Nên Trang mua thịt sướng nè cô. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Yeah.
Bây giờ thì Trang đã đến nơi là chỗ cái gì Hiếu sống, nhưng mà hôm nay là dì đi làm rồi quý vị, Trang cũng không có liên lạc được cái gì, nên là Trang xin phép là nhờ cái dì ở cái bên dẫn vô cái nhà của dì Hiếu. Mời quý ông bà cô chú anh chị các bạn cùng đi vào bên trong ha, nhưng mà mình chưa gặp được dì Hiếu, đi vô thăm ngôi nhà của dì thôi. Bây giờ đi với Trang ha. Hiện tại thì cô sống ở một cái, cô che cái máy ở phía sau quý vị. Để Trang sẽ quay một vòng cho quý vị xem ha. Ở sau này thì rất là nhiều chó mèo cô nuôi. Nhà trước là nhà của ông và chồng và ông xã của dì, thì ở trước dì thì hiện tại dì đang ở phía sau nhà. Đây để Trang quay chi tiết cái ngôi nhà của dì cho quý vị xem ha. Ở đây thì có một cái ngôi mộ nè, hai ngôi mộ. Ông mô di Phật cho con đi vô nhờ cái mấy ông đó. Ở đây ha cô. Ở đây ha. Dạ. Dạ. Cứ cho con nhìn. Dạ, cái nhà của cô. Người cô ngủ đây ta? Ngủ là ngủ, ngủ dưới này hả? Cô che lại cái mũ mới là cái mũ này nè. Cái này mình không có đứng được luôn, vậy Trang đang ngồi luôn á. Đây không có một cái chỗ gì mà để con ngủ nghỉ gì hết thưa quý vị.
ở ngoài sau cái mộ. Ở ngoài này thì Trang đứng được, mà vô trong đó là đứng không được cái gì. Nó rất là thấp luôn. Và một bên là cô nuôi chó, nuôi rất là nhiều luôn. Và bên đây là cô ngủ. Và tạm thời là như vậy thôi. Bây giờ đứng thẳng cái đầu lên không được. Cái nhà của cô khóa rồi cái này. Đây là nó rất là thấp luôn. Vậy được rồi, chị khóa cửa thôi đi, con đi về, con cảm ơn nhiều vậy. Dạ. Rồi bây giờ Trang tạm Trang đi về ha. Không có duyên gặp được cô Hiếu rồi. Đây có mấy cây đu đủ nè. Rồi cà bắp nè quý vị, cà bắp cây có bị lớn nè, có mấy trái nè. Mấy cây à? Cô Hiếu ở trồng đu đủ thì trái nhiều nè. Bà ơi, thưa bà con về luôn nha. Bà không có nghe quý vị. Dạ, thôi bây giờ Trang đi về. Thì Trang xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn xa đang xem kênh Khói Bếp Miền Tây. Và trước mặt quý ông bà cô chú anh chị các bạn thấy đây là dì Hiếu. Và này là em ruột của dì. Hiện nãy Trang có xuống nhà nhưng mà dì không có nhà. Sáng giờ dì đi làm gì con biết được không? Dạ thưa, con đi bằng cỏ. Đi bằng cỏ dạ. Dì cứ nói chuyện bình thường đi, con còn nhỏ không có cần phải dọn thưa. Đi bằng cỏ. Dạ. Bằng cỏ mình bằng ở đâu vậy? Dạ bằng ở trên Bình Tây á. Bình Tây đang nói là xa nữa. Dì con đạp xe đạp không nổi nên người ta xuống rước đi lên tế chỉnh làm. Rồi dạ, em có gì xuống rước? Nó cũng đi làm luôn. Dạ, là hai đó. Chị em đi bằng cỏ. Dạ. Dạ. Thì cho con hỏi thêm một chút nha, là này là hai chị em ruột. Dạ. Rồi là ba mẹ của dì Hiếu là mất hết rồi đúng không? Dạ ba mẹ con rồi, mẹ con thì Trần Thị Phảnh, ba con thì Võ Văn Nên. Ba mẹ chết năm nay là mấy chục năm rồi. Dạ. Là thứ 8. Dạ. Hay là thứ 10. Là quê hai chị em của dì Hiếu là dạ. Ở An Giang hết. Dạ, cái này hồi lúc ở Sài Gòn mà Sài Gòn thất nghiệp quá. Dạ. Đi về ở nhà trọ của bà Tấm La. Dạ. Dạ. Là dì ở nhà trọ, còn dì thì đang ở bên chồng. Ở bên chồng dạ. Mà chồng cũng thương lắm tới luôn mà con cái là không ở trong nhà đâu được, khó dạ. Lắm. Dạ. Thì dì ra sau dì che mũ nhìn ở nha. Che mũ ở là dạ. Cũng lâu lắm dạ. Rồi đó mấy. Rồi con thấy mấy con chó gì nuôi nhiều quá là sao? À, tại ai? Vì của con mấy con rồi của chú Hào là 4 con. Người ta gửi gì ha? Thấy chú Hào nói người ta ăn thịt thấy tội nghiệp thôi để trên đây. Rồi thấy cũng tội nghiệp nó lắm, nó thương lắm. Ừ. Mỗi lần chó chết thì Hiếu đem đi chôn nhưng mà nó ăn chỉ có một chút xíu cơm thôi. Ừ. Nó không có ăn nhiều đâu. Ừ. Rồi có nó thì Hiếu đi làm thì Hiếu đỡ một chút thì ừ. Đồ đạc Hiếu giục tùi luôn. Sợ bị mất ha? Mất hoài à. À mất bữa hoài đó, nên là gì phải nuôi. À. Nuôi cũng hết mấy con, nó cũng bắt hết mấy con rồi. À, à. Ừ. Rồi. Rồi, hồi sáng nhà đi làm được bao nhiêu? Đi làm được hơn buổi à. Hơn buổi là gì? Người ta trả gì được nhiêu tiền? Trả được 100 ngàn. 100 ngàn ha. À. Người ta đưa về nhà luôn. Rồi về giới đó gì nấu cơm gì ăn ở đâu con à. Thấy chén bát mà không thấy chỗ nấu nướng gì chưa? Cái đổ đó để đó dột hết trơn à. Chừng nào không có mưa thì nó còn có mưa thì ăn mì gói. À. Lấy mì á rồi. Ra ngoài sân nhóm lửa nấu hay sao? Dạ không có, con có cái bếp ga nhỏ. Ờ. Rồi nãy con nhìn hoài con không thấy quần áo gì rồi gì đó đâu. Quần áo con máng sát bên chuồng hổ, máng sát bên chuồng của bé mèo. Nãy Trang chưa khám phá rồi quý vị, kiếm hoài không thấy gì chứ. Để con để mấy bộ đồ trên chuồng của bé mèo á rồi mấy cái con gấu gấu đó của dì đó cho Hiếu thương, Hiếu ôm về, Hiếu thấy Hiếu ôm về. Bé thỏ, bé gấu, bé chó gì tùm lum nha. Mấy con gấu mà để trên cái bàn đó là của dì đó cho Hiếu đem về. Không có thấy, nãy con vô không được, con thấy chó nhiều quá con không dám vô, con vô tới cái chỗ sống kén nữa thôi hả? Ừ. Dạ. Thì hôm nay Trang cũng có một cái tin vui.
là con cũng thay mặt cho cô Tư, cô Nga và cô Yến ở Mỹ, con rất là biết ơn ba cô đã gửi sự giúp đỡ về cho cô Hiếu. Mà ở đây là cái phần quà mà ba cô nhờ con đi mua để mà cho dì Hiếu ha. Dì Hiếu coi thử đây, cái này là bao tay cho dì Hiếu đi hái chanh nè. Còn sáng con không có biết cái gì, hơi có thì con tặng. Còn đây có một bộ nè, đây là hai chị em thì xài chung ha. Cảm ơn cái này bao tay, đừng cô Nga, cô Yến với cô Tư có dặn là đeo vô, đừng có để cái tay nó bị rướm máu lại. Giờ nào con thấy gì đeo cá nhân chứ. Cái tay của con bị đứt, nó chỉ máu hồi nãy mà. Rồi đeo này vô làm được không? Dạ thôi được. Ừ, cái này rất là cái này nãy con mua nhiêu ta? Có 5-10 ngàn gì ha. À, nè, con để đây ha. Đây vô, còn cái này được hai bộ đồ nè. Một chút gì vô gì thử giùm con thử á. Mặc thử coi nó vừa hay không. Tại vì con nhắm chừng, con nghĩ gì ốm nên là con lựa cũng hết biết luôn, hết mức có thể con luôn đó. Thì mặc thử con nghĩ chắc nó vừa. Đây là mấy bộ đồ mới của mấy cô gửi mua cho dì ha. Dạ. Này, nghe gì nhìn thử coi. Dạ. Một chút đi vô thử luôn giùm con nha. Phải thử mới được cho ông bà cô chú biết cái gì mặc vừa hay không. Để con lựa, con suy nghĩ hoài, con không biết gì mặc vừa hay không. Còn cái này là cái áo khoác dày ha, đừng cho dì Hiếu mặc, đừng có bị lạnh nữa. Dạ. Đi giường, đi tược rồi đi đâu đó, rộng dữ không ta? Rộng dữ không? Cái này nó có cái khẩu trang luôn nè. Dạ. Nó có cái nón luôn, dì đi đạp xe đạp nắng quá, dì chùm cái nón này lên. Dạ, à, con cũng xin lỗi là con quên mua cái nón rồi mấy cô. Rồi sáng con đi vô chợ mới hiệp. Rồi cái này là cái đôi ủng ha. Cái đôi ủng để dì mang, ví dụ như dì đi giường tược gắn nhất gì đó, dì đeo vô. Dạ. Dì mang vô ha. Này, cái này là dì cầm thử coi dì mặc cho vừa không. Con nghĩ chắc nó bự hơn dì quá à. Rồi cái áo này xếp lại ha, bỏ vô bọc luôn đi nè. Bộ đồ mặc là vừa ha. Dạ. Rồi cho nhắm chừng vậy mà nó còn rộng nữa vậy. Cái này chút dì mặc vô, con nghĩ chắc vừa á. Vừa. Con xếp lại luôn, con bỏ vô bọc. Dạ. Cho dì ha. Là của mấy cô gửi tặng mình. Hồi đó giờ lâu bao lâu rồi dì chưa mua đồ mới? Tết có mua không? Không có mua đâu. Hồi đó giờ đồ đâu dì nè? Đồ người ta cho. Ta cho không ha. Đó, hôm nay là có quà đặc biệt đó. Dì vui không? Mừng lắm. Mừng lắm. Để con về con lấy chi con buộc cái gì này. Con hâu vô gì nè, dạ. Con hâu vô được. Dạ. Mặc áo khoác vô cũng được. Dì có muốn nói gì với ông bà cô chú không? Dạ, em muốn nói gì? Tại vì Hiếu không có mẹ, Hiếu không có mẹ hả? Chứ thấy gì với chú Hiếu muốn kêu bằng mẹ không à? Không, rồi chờ nhận được cái phần quà này của người lạ gửi cho dì nè, dì mừng không? Dạ mừng. Ừ. Cái này là của ba cô Nga, cô Yến và cô Tư ở Mỹ ha. Dạ. Gửi về cho cô. Và hôm nay thì con cũng xin phép ba cô con gửi sự giúp đỡ cho dì Hiếu. Ở đây thì dì có thể giữ tiền được không? Dạ thấy được. Là thường là dì đi làm rồi là dì giữ theo bên mình ha. Này, bây giờ thì con xin phép thay mặt cho cô Tư, cô Nga, cô Yến ở Mỹ gửi sự giúp đỡ về cho dì Hiếu ở đây. Và con cũng xin phép ba cô là con gửi cho em gái ruột của dì Hiếu ở đây. Thì giữ giùm cho dì nha dì. Dạ. Dạ. Tại ở đây là dì Hiếu, hiện tại dì Hiếu ở đây chỉ có hai chị em thôi, thì dì đang có gia đình riêng đúng không dì ở chợ, còn dì Hiếu thì sống một mình. Con gửi ở đây là 2 triệu đồng, thay mặt ba con gửi 2 triệu đồng cho dì. Dạ. Hiếu ha. Dạ. Dạ. Rồi dạ, dì nhận đi rồi thôi dì gửi lại cho em gái mình giữ. Đúng rồi, dì có muốn nói gì với ba cô không? Cô gì? Cô Nga, cô Yến và cô Tư. Cô Nga, cô Yến, cô Tư ơi, cô giúp đỡ cho con thật lòng cảm ơn, chân thành cảm ơn ba cô. Vì là con cũng khổ dữ lắm, con nhờ bên cô với chú của dì Yến á, thương con giúp đỡ cho con thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ. Con cảm ơn cô, rồi con chúc cho gia đình cô á, hàng ngày càng phát đạt, mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, làm ăn ngày tiến bộ lên. Dạ, con chân thành cảm ơn ba cô rất nhiều và cảm ơn gia đình của cô Yến. Dạ, hai con tên Trang. Dạ, cô Trang và dạ. Dạ, hai bác. Dạ, thì cái số tiền này dì về giữ cẩn thận ha. Để dạ. Mình ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Rồi dạ. Coi nếu mà cái mái nhà, cái ở sau đó dì ở, nếu mà nó có bị dột nát gì đó. Dạ. Dì có thể dì mua mũ ha.
chị, dạ. Chị che đỡ để mình ở ha. Dạ dạ. Con cảm ơn cô Trang rất nhiều. Dạ. Vậy thành thật cảm ơn cô. Dạ không có gì đâu. Thì con cũng thay mặt cho dì Hiếu ở đây, con rất là trân trọng tấm lòng cao quý của cô Tư, cô Nghe, cô Yến và quý Mạnh Thường Quân, quý ông bà cô chú. Thì nếu mà có sự giúp đỡ tiếp theo thì con sẽ gửi về để mà giúp cho cô ha, giúp cho dì Hiếu ha. Dạ. Tại vì có những cái Gmail mà con cũng có trả lời những cái Gmail rồi là do con không có cách để mà con nhận tiền được, nên là con chưa nhận được sự giúp đỡ của chú Ba ở Canada thì con chưa nhận được, nên là con không có thể trao cho dì lúc này. Dạ. Dạ con cũng chân thành cảm ơn ba cô ở ngoài Mỹ giúp đỡ cho con và mấy chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con trong lúc con khó khăn. Dạ. Cho con có ăn có mặc với người ta. Dạ. Con khổ dữ lắm. Dạ. Ừ. Con chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi dì có tiền gì gửi cho dì Hậu hả? Dạ. Dì dạ, gửi cảm ơn chị Trang rất nhiều nha chị. Dạ, Trang. Dạ, con không cảm không ơn bác với chú. Dạ. Giúp đỡ cho cháu cũng không có cha có mẹ nữa. Dạ. Cháu cũng rất là khổ. Dì giữ lại một ít thôi. Dạ. Tại hôm nay cái tiền của hổng 1 triệu con đưa gì đó còn xài được không? Còn không? Con rứt ra mua sữa với mua thuốc đau bao tử. Đau bao tử, thuốc đau bao tử thì mua. Dạ. Cái bịch chữ B không? Dạ thưa phải rồi. Nhôm nào uống vô? Dạ. À, dạ. Rồi sáng uống vô rồi mới ăn rồi đi làm. Dạ đi làm. Dạ. Chứ con có mì gói không ăn á. Dạ, có mì với hổng gà con cho ha. Dạ. À. Ăn á. Có bữa thì ăn một gói, có bữa thì ăn nửa gói. Dạ. Cái áo thì nó hơi rộng ha. Cái coi gì về sửa lại ha. Sửa lại mặt. Được không vậy? Dạ kể đi, cho con được rồi con mừng rồi. Ừ. Tay chân đồ đi hái chanh đồ. Ngày nào là cũng bị gớm ngáo vậy chứ hả? Tại vì con chung vô chanh á, nó gào á, nó gào chanh. Cắt tiền đi gì cắt đi gì đưa cho dì Hậu giữ giùm nè. Dạ. Dì giữ giùm dì Hiếu á gì ha. Dạ rồi cái gì dì Hiếu muốn xài gì đó. Cái dạ. Hai chị em mua gạo thóc gì mua cái gì đó ăn uống. Không là cho con gạo con cũng còn 2 bao. Còn 2 bao gạo ha. Dạ. Ngày con nấu có 2 lon gạo à. Ăn ít xíu à. Dì Hậu thì hoàn cảnh của dì cũng khó khăn nên dạ, là sống nó cũng khó khăn dạ, ở nhà trọ. Rồi dì Hiếu thì hai chị em đi làm. Đi đâu là hai dì với dì, hai dì đi chung vậy đó hả? Tại vì người ta mướn 2 người thì 2 người đi. Còn Hiếu với mướn một mình, Hiếu thì Hiếu đi một mình. Dạ. Có chị có em vậy là mừng rồi. Con tưởng đâu dì ở dưới này không có ai. Em cũng khổ lắm cô Trang. Dạ. Ơi. Thuê nhà trọ nó ở mà nuôi 3 đứa con á gì. Dạ. Thôi thì cố gắng lên ha dì ha. Dạ. Thì con cảm ơn dì hôm bữa dì tặng con mấy cái con lương đồ nha. Trời ơi dì cho con tiền đó. Con cảm ơn dì đó. Bữa nay cái bột lương nó ngon lắm á. Dì ăn lấy hảo chứ không. Mai mốt dì đừng có đem tặng con gì hết trơn á. Nhiêu đó được rồi. Nãy con có mua nhiêu ta? 1 kg rưỡi hay 1 kg thịt gì đó. Con đem xuống cho dì á. Con xách về để tủ lạnh kìa. Chút dì xách về dưới chiều kho dì ăn. Trời ơi chú ơi chú cho con vậy chứ. Đó, hai cha con đi xuống dưới mua đó. Chú thương con dữ vậy chú. Chị cứ nhận đi, rồi chia ra cho dì Hậu ăn với. Dạ. Vậy ha. Đó là tấm lòng của con. Còn những cái tiền hay là quà gì là của ông bà cô chú gửi tặng cho dì để mà dì sống. Dạ, cảm ơn rất nhiều nghe chị Giang ơi. Dạ, không có gì đâu. Thôi thì vậy ha, cố gắng lên. Những lần nào mà con phát gạo hay gì đó con có thể giúp đỡ được cái gì thôi, mà ông bà cô chú thì con sẽ liên lạc cái gì ha. Và trước mắt là những cái con chó rồi đó, cái nào mà mình nuôi thì mình giữ lại. Dạ. Còn có ai gửi thì có thể mà mình trả cho người ta bớt. Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Rồi mình sống rồi chị coi che mũ rồi lại, con thấy có tấm mũ mới đó. Mũ đó Hiếu mới mua hôm qua về đang Hiếu làm trên đó. Là bữa là cái tiền con gửi cho dì là dì nó mua tan, là dì không mua, là dì mua miếng mũ đó hả? Dạ, mua miếng mũ. Miếng mũ đó dì mua nhiêu? Dạ miếng mũ đó mua 100 ngàn. 100 ngàn. Ừ. Rồi Hiếu mới mua miếng mũ kia ta 40 nữa. Ừ. Đang che bên đây rồi có mưa thì đậy lại. Ừ. Còn cái bếp ga thì nó dột hết trơn rồi. Ừ. Lỡ mà có nấu thì Hiếu chùm cái mũ lên. Chùm cái mũ lên. Bữa nào trời mưa là con nhịn đói vậy đó, nó dột, con không có nấu được.
Mưa thì nấu mì ăn đỡ ha. Có bữa mưa thì có cái bếp ga nhỏ thì nấu, còn không có thì để tạnh mưa mới nấu. Tạnh mưa mới nấu. Rồi củi rồi đâu, sao con vô con nhìn cũng không hiểu gì trơn á. Cái nhà đó không có nấu củi, nó cháy. À đúng rồi. Rồi cà bắp rồi con thấy đâu có mấy trái là gì hả gì cho. Ở sao phía sau cái mặn cái chậm á sao hả. Cỏ gác con mặn rồi con thấy cái đường đó nó ấy quá mã không, con mới trồng mấy cái bông đó cho nó đẹp đẹp lên á, dọn dẹp vườn lại chứ cái nhà như cái gừng á. Vì nhận được tiền gì mừng không? Dạ thấy mừng. Rồi giờ tay chân vào cẳng là còn bị ngứa không? Cái tay này đó nó bị, con bị cái gì mà hả con cầm dao lên nó bị cứng nhắc à. Nãy của con nổi cái gì quá trời luôn á, ngứa lắm. Nay mặc đồ đẹp nhìn sang hẳn ra. Con quên mua cho chị cái nón. Trời ơi. Rồi vậy thôi, bây giờ thì con cũng thay mặt cô nghe cô Yến và cô Tư gửi sự giúp đỡ về cho dì Hiếu rồi ha. Con cũng rất là hy vọng là có điều kiện và có dịp thì con gặp dì nữa. Nhưng mà dì có dịp đi ngang đây thì cứ ghé vô thăm con nha. Dạ thưa con, cảm ơn. Và tuyệt đối là đừng có đem gì tặng con cho nếu những lần sau là con không nhận nữa nha. Dạ. Dạ, dì cứ để dì bán đi. Ví dụ như cặp bắp được cái gì đó thì có dư thì bán. Có bao nhiêu đâu để ăn. Dạ, con không có nhận nữa thì dì đừng có đem lên. Đất cỏ quá con bằng con trồng đại vô. Dạ dạ. Không có cái niệm mà hãy mà trời mưa nó dột quá thì con chải chiếc chiếu lên. Mà ướt lưng chân sáng bữa nào cũng muốn đi phơi niệm chứ. Thế thì chỗ đó là nó có cái bậc khẩm nước cái gì đó. Con mới chải mũ. Chải mũ mà nó cũng ướt lắm. Rồi ví dụ như giường đồ cái âm tầm là con này con kia bò vô hết sao? Rắn bò vô nhiều lắm cái gì Trang ơi. Nhiều lắm hả? Rắn đầu đỏ không á. Trời ơi. Cái ghê lắm. Rồi nguy hiểm dữ lắm. Rắn đầu đỏ nó bò vô hoài luôn, con sợ lắm. Nếu mà được cái gì à? Mà em ở con em ở ngoài đó vậy mà em khỏe hơn ở trong nhà của bà khó chịu lắm. Yeah. Nhà bà có lại có thêm cái bà tâm thần á. Yeah. Tối ngày luôn mệt lắm. Yeah. Thì thôi gì cố gắng đi ha. Dạ. Giờ thì cũng có chị có em, hai chị em nương tựa nhau mà sống. Dạ. Tiền bạc thì gì cứ gửi đằng dì Hậu đi. Dì muốn xài gì thì đi lại đằng dì Hậu mua cái gì đó ăn uống. Dạ. Cái này sự giúp đỡ thì con gửi về cho dì. Dạ. Rồi dì nói lời cảm ơn và chào ông bà cô chú đi. Dạ con cảm ơn cô, ba cô ở ngoài Mỹ và cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn cô chú giúp đỡ cho con. Dạ. Dạ con thật lòng cảm ơn rất nhiều. Dạ. À, thay đồ này ra mặc thử cái áo khác này nữa nha sao. Vậy đó. Trời ơi, con mừng lắm, con có cái áo rồi. Cho đi cho nó bớt lạnh hay gì? Dạ. Cho nó bớt lạnh lẽo, làm được rồi. Ấm ra cái áo này là lựa loại giày ăn cái gì mặc đó. Trời ơi. Xưa giờ mới có cái áo mới luôn quá. Chỉ cho coi là có chỗ giấu tiền nè. Chỗ giấu tiền. Bà chết lên đi, chết được không? Chết nữa rồi. Dì ăn cơm chưa? Ở lại ăn cơm với nhà con. Nãy cô có mua cho con một cơm rồi. Mua rồi ha? Trời. Dạ. Có tiền nó về xài nhín nhút rồi giữ thôi nha dì. Dạ. À, nhưng mà sáng rồi ăn là phải đi làm, ăn cái. Rồi đi về con cảm ơn luôn nha dì Hậu. Cố gắng lên gì vậy. Còn cái bịch kia kìa. Xách cái bịch kia về. Cái đó là khi mà con đi bẻ canh gì đó thì mang cái đó vô cho nó dây. Thôi không có gì hết trơn á gì đi về đi. Dạ được rồi dạ. Không không. Dạ. Dạ. Cái lo dạ đó là đi bẻ canh nó mang vô cho nó đừng có dây. Trang xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn xa đang xem kênh Khói Biết Miền Tây nha. Hôm nay thì một ngày cũng khá là đặc biệt và con có cơ hội thay mặt cho chú tá ở bên Mỹ gửi sự giúp đỡ về cho hai em là bé Vi và bé Dung. Hoàn cảnh hai bé mồ côi thì con đã được biết đến cách đây cũng gần một năm rồi.
Và ông bà cô chú anh chị các bạn có theo dõi thì biết lúc trước thì bé Vi với bé Dung sống với bà nội, nhưng mà bà nội đã mất rồi. Ba bé thì mất từ lâu, mẹ thì bỏ, không có, mẹ có gia đình khác rồi. Nói chung là hai bé giờ chỉ còn sống với bà con thôi. Thì bây giờ cho dì Trang hỏi thăm con xíu ha. Và trước tiên á, thì con, dì Trang muốn gửi sự giúp đỡ cho ông bà, của ông bà cô chú cho con á. Thì con cũng trình bày cái hoàn cảnh của mình như thế nào thì tụi con có thể nói. Rồi, bữa nay thì có một người chú là chú tá, con gọi bằng ông, hai đứa con gọi bằng ông hết. Thì ông rất là thương hai đứa con và muốn giúp đỡ cho hai đứa con là một cái điện thoại để đi học. Nhưng mà nãy chị Trang nhắn xuống thì chị Hai nói là nhà trường cho em cái điện thoại rồi đúng không con? Dạ. Ừ. Là con giờ con có điện thoại học rồi. Ừ. Rồi bây giờ là con học ở đâu? Ở đâu con? Kế nhà ông ba. Anh ba. Ừ. Là con xuống đó con học ké là do con không có wifi hay sao? Dạ. Ừ. Rồi thí dụ như bây giờ á, bây giờ chị Hai là con đang ở đâu? Dạ con ở trong bà Tư, em ruột của nội con. Ở trong bà Tư là em ruột của bà nội. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ hai chị em là đang sống xa nhau. Dạ. Tại vì hôm bữa giờ gì chị không có biết rồi hai đứa con ở đâu. Rồi lý do là sao mà con sống ở trong đó? Dạ tại vì ở ngoài là thứ nhất là không có wifi. Ừ. Như bác Tư con á, mỗi lần đi làm về là dẫn mấy bạn nhậu về. Ừ. Không có được. Ừ. Thì con là con gái thì con ở đó cũng, chị Trang cũng có nghĩ tới chuyện đó. Nên là nếu mà vô trong kia thì con học rồi con ở nhờ nhà của dì Út gì đúng không? Dạ. Con kêu bằng gì hả cô? Dạ bằng cô Út. Cô Út ha. Dạ. Ừ. Ở trong đó là có wifi. Dạ. Với lại con ở, nhưng mà trong đó là con phải xa em đúng không? Dạ. Ừ. Là em thì ở ngoài Bà Tư, con thì ở trong cô Út. Dạ. Rồi bây giờ là con là ở trong là điện thoại con có rồi đúng không? Dạ. Là wifi đồ đầy đủ để con học đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là hai chị em là ở xa nhau vậy là chịu không? Giờ chấp nhận luôn rồi đúng không? Làm sao? Giờ hoàn cảnh là nó trước mắt là như vậy. Không có khóc. Bây giờ tạm thời là chị Hai lớn rồi, hai cho chị Hai vô trong cô Út ở nha. Rồi con bé Dung á thì con phải ở nhà ngoài này với bà Tư. Bà Tư thương con lắm. Ừ, con ở đó là con ăn học rồi phụ bà Tư được gì đó con phụ ha. Chịu không? Rồi chị Hai nhớ con thì chị Hai chạy về. Ừ. Rồi thì hai đứa nhớ nhau thì chạy nhau đi thăm. Giờ con chỗ gần hai đứa ở gần nhau không hay xa? Dạ cũng hơi gần, cũng hơi xa xa một chút. Xa xa một chút mà đạp xe đạp được đường trong luôn hả vậy con? Dạ đạp ra lộ lớn rồi đi thẳng đường lộ mới. Ừ. Rồi đi thẳng vô rồi đó. Ừ. Rồi đó giờ con mới thấy con Dung nó khóc á, nay nó lớn thiệt rồi á. Hai bây giờ trước mắt thì giờ dì Trang không có mua điện thoại, tại vì có cái tiền điện thoại là có nhà trường hỗ trợ con rồi. Hai đứa con gắng học lên chứ không. Thì giờ anh Dung về là chị Hai đăng ký mạng 4G cho dì Trang ha. Đăng ký cho em học nha con. Dì Trang cho tiền hai đứa con đăng ký 4G, không có cần phải gắn wifi cố định nhà nào hết. Dạ. Ừ. Rồi con cũng vậy luôn, nếu mà cần thiết thì con nạp tiền vô con cứ đăng ký con xài. Con đăng ký tháng á. Dạ. Đặng là con muốn đi nhà nào con học, con ở, con học cũng được hết. Dạ. Ừ, không có cần phải đăng ký cố định một chỗ. Bây giờ tạm thời là như vậy ha. Chị Hai, giờ chị Hai cố gắng học ha Vi. Con gắng học đi. Và con sau này á, nếu mà có thể, con có thể tự liên lạc với ông bà cô chú. Mà con cần sự giúp đỡ gì đó hay là con muốn học hay nguyện vọng của con như thế nào thì con phải trình bày ra và con phải hứa là con sẽ học để mà cố gắng nuôi em con sau này. Tại vì bản thân con là chị lớn mà nhà cũng không còn ai ngoài hai chị em chân á. Rồi bé Dung nè, cho dì Trang hỏi nè. Rồi con học hôm nay là con ở ngoài là ăn uống rồi là bà Tư lo hết ha. Ừ.
Rồi đi học là con đi học tập sách đồ rồi là mới có điện thoại đây luôn hay sao? Mới có hôm qua luôn. Ừ. Còn gì dì Trang nói, dì Trang bữa hổm dì Trang hỏi con nói con chưa có đó. Rồi giờ chỉ cần đóng mạng, tiền mạng thôi đúng không? Là hai đứa giờ ở riêng. Rồi dì Trang thay mặt cho chú tá thì dì Trang chắc phải đưa riêng cho hai đứa con rồi. Giờ tạm thời là hai chị em xa nhau. Người nuôi ít. Chứ giờ cũng không biết sao nữa bà cô chú ơi. Cũng ở đây cũng dòng họ ruột nuôi hai bé không à. Vì con có muốn nói gì không? Dạ con cảm ơn chú tá với cô chú ông bà đã giúp đỡ hai chị em con. Ừ. Rồi con có nghĩ tới chuyện là sau này con học tới đâu không? Dạ nếu như có điều kiện thì con học cho hết lớp 12 rồi con có bằng thì con đi làm. Ừ. Tính tiền thôi em. Con muốn làm cái gì? Biết không? Chưa biết đúng không? Dạ. Thì trước mắt là con cố gắng hết sức luôn. Hết mức có thể tập trung cho việc học. Thì dạ. Con ở đậu nhà của cô Út á, thì con phụ cô nhà cửa cơm nước gì đó mình ở thì mình cũng phải phụ như không con? Dạ. Ừ. Dung cũng vậy, con cũng tập từ từ. Mình ở đâu thì mình cũng phải phụ ông bà cô chú rồi đó. Dạ. À. Mấy ông, mấy bà, cô, chú gì đó, người ta làm gì mình lại mình phụ. Rồi ăn cơm, nước thì cái con dọn dẹp, đồ phụ hết trơn không? Ừ. Rồi học thì học đúng giờ, đúng giấc, rồi gán ngủ, nghỉ. Đi đứng đồ. Rồi sao đây không biết. Rồi bây giờ là chị Hai ha. Chị Hai là chị lớn. Chị Trang tính như vậy. Giờ con xin phép là chú tá. Con cầm ở đây là 3 triệu. 3 triệu nhưng mà cái số tiền này thay vì con mua cái điện thoại cho em nó học á. Mà con không có mua. Thì con sẽ đưa cho chị Hai đi. Bé Vi. Bé Vi 2 triệu. 2 triệu. Bé Dung 1 triệu. Vậy ổn chưa? Là hai đứa con là khác nhà đó. Cái này là con về là con giữ để mà con ăn uống gì hay là con gạo thóc gì, ví dụ như con sống cái gì đó thì tự con tự có khả năng con xài được chưa? Ừ, còn mấy con nói chung là ai dưỡng dục con thì con phụ tiền gạo thóc để mà con sống và tập sách và đăng ký 4G cho con luôn. Cái đó là 1 triệu đồng của chú tá gửi cho con. Là ở đây là 2 triệu thì con đưa cho chị nè. Là con sẽ giữ cái số tiền này khi mà em có vấn đề gì thì hai chị em sống chung. Là cái đợt này dì Trang đưa cái tổng cộng đó là hai đứa con đếm ra đi. Là bao nhiêu? Của ông Vi là bao nhiêu? Dạ 2 triệu. Rồi của ông Dung? 1 triệu. Rồi là hai đứa giữ cái số tiền đó nghe không? Dạ. Rồi con ở đâu thì con phụ vô gạo thóc gì đó con ăn. Ăn sáng hay gì đó. Tiền học hành tập sách. Rồi đăng ký mạng để mà học. Dì Trang không có trực tiếp xuống dưới thì chị Hai sẽ là người giải quyết mấy vấn đề đó. Được không? Dạ được. Ừ. Rồi hai đứa con trong quá trình học có cái gì thì nhắn anh nói cho dì Trang biết. Khi mà mỗi lần nhận gạo rồi đó thì dì Trang chừa phần nuôi hai đứa con. Có thể là hai đứa con cố gắng đi để mà học. Rồi hai đứa con có muốn nói gì không? Dạ con cảm ơn chú tá với cô chú ông bà đã giúp đỡ chị em con. Ừ. Con cảm ơn. Thì Dung con về con gắng học nghe không con? Ừ. Để tự chăm sóc mình. Có cây lớn rồi, ngủ mặc áo ấm đồ vô. Bệnh hoạn rồi thì có ông bà tự lo tiếp con. Còn chị Hai thì chị Hai tự lo chị Hai được rồi. Rồi hai đứa con đi về gắng học đi. Sau này thì nói chung là mình cố gắng hết sức khả năng con đi. Con dạ. Học được tới đâu. Rồi vậy ha. Dạ. Ừ. Nói đi con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Dạ.
Trang xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn xa đang xem kênh Khói Biết Miền Tây nha. Hôm nay thì Trang đang ngồi kế bé Trang nè, và Trang cũng muốn mang một cái niềm vui nho nhỏ đến cho bé Trang. Và trước tiên cho chị Trang hỏi con, từng vừa rồi con học đều đặn không? Dạ đều. Là có những tiết con có những tuần là con học bù, là con không được nghỉ luôn. Học bù hả con? Dạ. Là học trên điện thoại con hiểu không? Dạ hiểu. Ừ. Rồi cái mạng ở nhà là học như vậy là ổn không? Dạ có những lúc nó yếu cái nó tự văng ra phòng luôn, con phải vô lại từ đầu. Vô lại vô kịp không? Vô kịp với bạn không? Dạ kịp. Ừ. Tại vì mạng wifi hay 4G gì chứ giờ cũng yếu, cháu gì đang học cũng vậy, đang học văng ra là chuyện đúng bình thường, con học bằng điện thoại cũng quen rồi ha. Dạ. Trời tối con sạc đừng có để vừa sạc vừa học nghe không? Dạ. Ừ, để nó nguy hiểm đó, nó nổ đó. Ngày tập sách rồi là đầy đủ hết, con còn thiếu gì không? Dạ không, con mua đầy đủ. Mấy sách bài tập rồi đó, con có muốn học thêm á, nâng cao kiến thức mình lên á, đi tiếng Anh đồ hay là những cái môn mà cần có bài tập để mà làm rèn luyện thêm á, con đi mua mấy quyển bài tập. Dạ. Vậy con tự làm, tự mình trau dồi, ví dụ cái gì không biết quá thì mình hỏi mình giáo viên người ta chỉ, còn không biết nữa mình lại bạn bè cái nào học khá mình đó mình hỏi bạn, nghe không con? Dạ. Gán học. Rồi con có dự tính là sau này con học tới nơi tới chốn nổi không hay là sao? Dạ con sẽ cố gắng học hết sức mình. Ừ. Gán học lên. Thì hôm nay dì Trang cũng thay mặt cho chú tá ở bên Mỹ ha. Dì Trang thay mặt chú gửi cho con số tiền là 1 triệu đồng. Để mà cho con trang trải cái việc học nha con. Rất là nhiều ông bà cô chú cũng hy vọng nhờ con học để mà tương lai của con được tốt đẹp hơn. Chứ bây giờ mình không có cái nghề nghiệp, không có ông, không có người thân quá nhiều á, thì con phải tự học để con nuôi sống bản thân con, sau này nó sẽ bớt vất vả cho con đó. Thì chú tá cũng có nhắn với dì Trang là chúc cho con học giỏi ha, cố gắng lên. Đây đây cái số tiền nè. Đây là cái số tiền 1 triệu đồng con thay mặt chú và con gửi cho em. Nè, con nhận đi. Dạ, con xin được cảm ơn ông. Ừ. Con sẽ hứa sẽ học thật giỏi. Ừ. Rất là nhiều mạnh thường quân đã từng giúp đỡ cho con á. Dạ. Con có muốn nói gì với tất cả quý ông bà, quý mạnh thường quân không? Dạ, con được thay lời cảm ơn đến các ông, các bà đã ủng hộ cho con từ 1 năm qua tới giờ. Ừ. Gắn lên thấy con cũng quay cũng mới đây cũng nhanh quá. Thì Trang biết được con là từ ngày con cũng mới vừa chập chững ra ngoài này ha. Lúc đó là bà nội mất rồi, con về ngoài này là bắt đầu là gặp được Trang, thì Trang tình cờ biết hoàn cảnh của bé, thì Trang có thay mặt ông bà cô chú giúp đỡ. Và Trang sẵn đây Trang cũng rất là biết ơn tấm lòng của ông bà cô chú anh chị và quý mạnh thường quân, đã rất là nhiều những nhà hảo tâm thương tình và giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Trang, cũng như rất nhiều hoàn cảnh trong kênh YouTube Khói Biết Miền Tây. Trong cái việc mà thiện nguyện thì Trang rất là biết ơn và trân trọng tấm lòng cao quý của quý mạnh thường quân. Thì cũng sẵn đây là một cái lời hứa, gần như là một cái trách nhiệm của Trang đối với mấy bé, thì dì Trang đứng ra dì Trang hứa với ông bà cô chú là sẽ cố gắng để mà khuyên bảo con cũng như là bé Vi, bé Dung hay là những đứa trẻ nào mà Trang từng biết qua, thì Trang cũng sẽ cố gắng thay mặt ông bà cô chú dạy bảo với em, hy vọng là sau này mấy bé sẽ trở thành một con người có ích và sẽ cố gắng hết sức nha mấy con. Nghĩa là mấy con đừng có làm cho dì Trang bị kiểu như là mất lòng tin đó ông bà cô chú nha không. Dì Trang cũng hy vọng rất là nhiều rồi mấy đứa con, nên là nếu mà sau này có điều kiện á, dì Trang sẽ cho con tâm tư nguyện vọng của con muốn học ngành nghề gì trong tương lai, thì con có thể liên lạc với những mạnh thường quân mà có ngỏ ý muốn giúp mấy con á, thì đứa nào học giỏi và cố gắng hết sức, và tương lai nếu mà con khẳng định con muốn học cái ngành nghề gì đó, thì dì Trang sẽ tạo điều kiện cho mấy con liên lạc để mà tự nói lên cái ý kiến, cái nguyện vọng của mình, và những cái gì tụi con phải hứa bằng cả cái tấm lòng của tụi con, và tụi con phải quyết tâm thực hiện được điều đó. Cái đó là dì Trang chỉ là niềm cầu nói cho mấy con thôi.
bây giờ thì trước mắt là mấy con còn nhỏ lắm, tập trung việc học, học là trên hết chắc này nha con. Dạ. Mình đừng có để những cái vấn đề khác nó sao lãng đầu óc của mình. Cho dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn thì con cũng nên tập trung cao độ về cái việc học của mình đi. Thì đến một thời điểm mà con cần định hướng tương lai thì lúc đó chị Trang sẽ là người ở sau lưng mấy con, hỗ trợ mấy con về tinh thần cũng như về những cái gì đó mà chị Trang biết được thì hướng dẫn cho con đi con đường nào phù hợp. Và lúc đó Trang cũng sẽ hỏi ý kiến ông bà cô chú anh chị các bạn xem coi là bé nó như vậy đó, rồi bây giờ tìm cách giải quyết như sao. Khi mà bé không có gia đình người thân quá nhiều thì cùng nhau, lúc đó sẽ cùng nhau bàn tính và biết đâu sau này con cũng sẽ là người thành đạt rồi giúp đỡ là những bà con khó khăn sau đó. Hiện giờ trước mắt thời việc của con là học ha. Dạ. Bây giờ thì Trang xin phép gửi lời chào và lời cảm ơn. Trang rất là cảm ơn những tấm lòng nhân ái của ông bà cô chú anh chị các bạn đã luôn yêu thương và đồng hành giúp đỡ cũng như là giúp đỡ cho những đứa bé trong kênh Trang nè. Và xin chào và hẹn gặp lại. Con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Dạ. Gái ngọc nghe không con? Dạ. Ừ.